Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã làm rõ vụ án mạng được ngụy trang thành một vụ tai nạn giao thông và vén màn bí mật, bắt giữ hai nữ nhân viên karaoke và đồng bọn đã gây ra cái chết cho một người và làm một người bị thương nặng. Các đối tượng bị bắt gồm Trương Bích Liễu, 25 tuổi, quê tỉnh Long An và Bạch Thị Kim Hồng, 19 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, cùng 5 thanh niên quê Quảng Ngãi. Trước đó, rạng sáng ngày 7 tháng 6, Ngô Thanh Bản, 22 tuổi, ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ và Kiều Tấn Danh, 31 tuổi, ở huyện Bình Sơn, trong lúc hát karaoke tại quán Đại Lạc ở thị trấn Đức Phổ, thì xảy ra xô xát với nữ tiếp viên Trương Bích Liễu. Nữ tiếp viên Bạch Thị Kim Hồng và Liễu đã điện thoại gọi số thanh niên trên đến quán đánh Danh. Trong lúc anh Ban chở Danh từ quán về nhà, thì năm đối tượng tổ chức chặn đường đánh. Trong lúc hai nạn nhân điều khiển xe máy vượt qua, thì bị Thơm dùng gạch ném trúng vào đầu Ban, dẫn đến cả hai ngã xuống đường, Ban tử vong, Danh bị thương nặng.